thì anh em thấy thực tế trên video này. Đó, báo sáng sớm cho anh em. Chào toàn thể các bác làm thợ đánh chim đêm trên toàn cả nước nhé. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu cho các bác là về cái dòng lưới tổng hợp đánh những cái loại chim lớn, đó là dòng lưới mắt 7 phân và sợi cước 20. Thì đối với bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng với cái dòng lưới này thì có thể là tham khảo đặt hàng, em để số điện thoại ở góc màn hình video. Còn về cái dòng lưới này thì anh em mua về sẽ đánh được cái thứ nhất là con tu hú này, cái thứ hai con quốc ta này, cái thứ ba con trích này, con gà này, con sâm này, vịt két này, đánh tổng hợp luôn anh em. Đó, về dòng lưới này thì được các bác thợ đánh ở trên toàn cả nước sử dụng nhiều trong cái thời điểm này. Thời điểm này thì con tu hú đang di cư về nhiều này, con quốc ta này và con trích ré thì anh em đang sử dụng rất là nhiều. Đi chi tiết về dòng lưới này để cho các bác cùng nắm bắt được này. Khổ lưới thì bên cơ sở làm cho các bác là hai khổ chính nhé. Đó là khổ 100m này anh em này, 100m đấy, và khổ 50. Đấy thì cũng tùy thuộc vào cái địa hình của các bác thôi. Đấy, ví dụ anh em đồng chật hẹp thì các bác bắt buộc phải sử dụng 50 rồi. Đấy, 100 thì không căng được. Còn anh em đồng rộng thì chơi 100 thì nó sẽ giảm đi cái số lượng cọc. Đấy, khi anh em sử dụng là hai tay 50 chẳng hạn. Đấy, về tay lưới 50 này thì làm cho các bác là ba cọc này. Đấy, và lưới thì đây là cái dòng lưới hải lợi, cước chân xanh, hàng mắt rất là chắc. Đấy, cực kỳ là chắc, hàng lưới mắt đều đấy anh em. Đấy, số lượng thì bên cơ sở luôn luôn là làm số lượng nhiều và chọn những phôi lưới tốt để gửi đi cho các bác. Về dòng lưới này thì mắt 7 phân sợi 20 đấy anh em. Đánh chim thì ok, chuẩn chỉ đấy, sợi bền. Và thời điểm này xương xuống thì các bác không lo là bị chảy thịt. Toàn bộ cước thì bên cơ sở làm là cước đúc 100%. Đấy, hàng này thì chiều cao mắt lưới của nó là 115 mặt. Thì làm cho các bác là 5 giây 4 túi nhé. Đấy, còn về cách ra lưới thì nhiều khi là mỗi video em sẽ nói lại để cho các bác mới chơi thì cập nhật được. Chúng ta sẽ cắt hai đầu lưới này và cầm cái đầu tờ bìa này ghi này, số lượng là ghi thông số lưới này, thì các bác lên cái cọc đầu tiên ở cái tờ bìa này và các bác cầm bó lưới các bác chạy thẳng ra thì nó sẽ đến cái cọc tiếp theo nhé. Đấy, còn đối với cái dòng lưới này thì trong cái thời điểm này anh em đánh trích thì đang đặt hàng với cái số lượng rất là nhiều đấy anh em. Đấy thì các bác tham khảo. Đấy, 50m thì phục vụ cho anh em ở khu vực đồng hẹp, còn 100 thì phục vụ cho các bác ở đồng rộng. 100m thì làm 5 cọc nha các bác nhé. Và cái thông số kỹ thuật lưới thì vẫn thế thôi. Đó, vẫn là chiều cao là 115 mắt, làm 5 giây 4 túi. Hàng này thì mở khoang túi theo tiêu chuẩn của anh em thợ là 57cm. Đấy, 57cm và thắt chống gió là 18-19. Đấy, 19-20 trên 60 đấy. Đây là hàng 7 phân. Đấy, còn hàng 8 phân thì nó sẽ thấp hơn một tí. Đấy thì nó cũng thừa quá nhiều thịt để cho các bác sử dụng đánh rồi. Đấy, còn lưới thì bên cơ sở thì các bác thấy thực tế là số lượng luôn luôn là rất là nhiều, chỗ này hàng nghìn mét. Đấy, buổi chiều nay thì đang làm video cũng như là chuẩn bị đóng hàng để gửi đi cho các bác đấy. Thì trong thời điểm này bác nào cần những phụ kiện bẫy chim đêm, ví dụ như là lưới này, loa đài thì các bác có thể là tham khảo đặt hàng. Còn trong thời điểm này thì anh em thợ đánh thì đang sử dụng nhiều về cái dòng lưới mắt 7 phân này, mắt 8 phân này, mắt 12 phân này và mắt 4 phân 8. Thì mắt 12 là anh em đánh te này, đánh cò trắng đi đêm, đánh vạc. Đấy, thời gian sau nữa thì anh em đánh sâm. Còn mắt 4 phân 8 thì các bác là lấy là cái lưới đánh tổng hợp chim nhỏ. Thì hiện tại bây giờ đang là cuối tháng 8 thì cũng là trong cái thời điểm mà những cái con chim nhỏ di cư rất là mạnh, như là con trăng nghịch này, con mắt xéo, mắt đỏ này. Đấy thì anh em sẽ đánh tổng hợp là ba con đó. Đấy, còn thời điểm sau nữa thì sẽ có con gà lướt họng trắng này. Đấy, và con gà lướt Ấn Độ, và đặc biệt là gà lướt Ấn Độ thì là cái con chim mà đánh đến gần Tết luôn anh em ạ. Thì con gà lướt Ấn Độ thì chúng ta sẽ sử dụng lưới 4 phân 8 cũng ok, mà chúng ta sử dụng lưới 6 phân thì đánh cũng càng ok luôn. Đấy, một video thì xin giới thiệu cho các bác nào về cái dòng lưới mắt 7 phân, dòng lưới đánh tổng hợp và những cái loại chim đêm nhé. Thì anh em nào mà đang có nhu cầu sử dụng thì có thể là tham khảo đặt hàng, em để số điện thoại góc màn hình video ấy. Chào các bác nhé.